Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi đủ thời gian đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến dành riêng cho Chúa. Ông bà cũng lên để dâng của lễ theo luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Jerusalem có một người tên là Simeon. Ông này là người công chính và sùng đạo. Ông đã mong chờ niềm an ủi của Israel và thánh thần ngự trên ông. Ông đã được thần linh báo là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy đấng Kitô của Đức Chúa. Thần khí thúc đẩy ông. Ông lên đền thờ vào lúc cha mẹ hài nhi Giêsu đem con tới để làm điều người ta quen làm theo luật dạy. Thì ông ẵm lấy hài nhi trên tay và chúc tụng rằng: Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng xoay đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài. Cha mẹ hài nhi ngạc nhiên về những điều người ta nói về người. Ông Simon chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria mẹ của hài nhi rằng: Cháu này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống bán. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Lại có một người nữ ngôn sứ là bà Anna, con ông Bernuel, thuộc chi tộc Ase. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được 7 năm, rồi ở quá. Đến nay bà đã 84 tuổi. Bà không rời bỏ đền thờ, những ăn chay cầu nguyện đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần cảm tạ Thiên Chúa và nói về hài nhi cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Jerusalem. Khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như luật Chúa truyền, thì trở về thành của mình là Nazareth miền Galilee. Còn hài nhi càng ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày 16 tháng 12 năm 2014, trên mạng xã hội zing.vn có đăng một bài văn độc đáo và lạ của em học sinh Nguyễn Thị Cúc được cô giáo cho điểm 10. Trong bài văn, em Cúc viết rằng: Mới chiều hôm qua đây thôi, trên đường đi học về tôi gặp một cảnh tượng thật đau lòng. Một người đàn ông đánh tới tấp vào mặt và lưng một người phụ nữ. Vừa cố gắng chống chọi với cơn khát bạo hành của chồng, chị vừa khóc lóc vừa than vang rằng: Sao anh lại đánh em thế này? Đừng đánh em nữa anh ơi. Tôi hơi sững người, nhưng cũng không lấy làm lạ, vì đã từng chứng kiến cảnh tượng như thế này nhiều lắm rồi. Ấy thế mà lâu nay tôi lại nghe người ta nói rằng gia đình là nơi để yêu thương. Đã trôi qua một khoảng thời gian khá dài, tôi đã lớn lên, đã sống và đã ra đi, và tìm tòi những minh chứng cho điều mình nghe thấy rằng gia đình là nơi để yêu thương. Thế rồi, lại đắng lòng biết mấy. Khi tôi chợt nhận ra thời gian càng quay nhanh thì tình người cũng dần dần tan biến. Cuộc sống vô tâm làm nguội lạnh tình cảm trong trái tim của mỗi người. Xã hội đổi thay và lòng người cũng dần dần thay đổi. Mọi tính toán thiệt hơn trong cuộc sống làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên tình nghĩa vợ chồng vốn có. Hạnh phúc thì ít nhưng đắng cay lại nhiều. Biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh trong xã hội hôm nay vì cuộc sống gia đình không hòa thuận, thậm chí là tan vỡ và những hiểm nguy luôn rình rập. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, một em học sinh lớp 12
ở tuổi tin, tuổi học trò mộng mơ, tuổi chuẩn bị bước vào đời mà đã thấy, đã cảm nghiệm và thấu hiểu những nỗi đau con người và bạo lực gia đình ngày nay tàn nhẫn, ác độc và tội lỗi như thế. Thử hỏi tại sao cảnh bạo lực gia đình ngày nay xảy ra nhiều như thế? Là người tại sao ác tâm như thế? Trong khi đó, nhân chi sơ tính bản thiện đâu rồi? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong tông huấn niềm vui của tình yêu, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói đến những nguyên nhân dẫn đến tình trạng gia đình đổ vỡ. Đó là kỳ vọng quá cao về đời sống hôn nhân, sự thu hút ban đầu đã qua đi, cùng với những khó khăn mới mà đôi bạn chưa được chuẩn bị để đối diện. Ngoài ra, còn phải nói đến tác động của bối cảnh văn hóa xã hội ngày nay, đề cao tự do cá nhân hơn hạnh phúc gia đình, đo lường tình yêu gia đình dựa vào những tiêu chuẩn vật chất và hưởng thụ hơn là những giá trị tinh thần. Rồi vì kinh tế thị trường, xã hội hưởng thụ mà người ta vô cảm với nhau, thiếu tình nghĩa vợ chồng, con cái và cha mẹ trong gia đình. Kính thưa quý ông bà và anh chị, lời Chúa hôm nay cho ta một hướng sống và một cung cách sống noi gương gia đình thánh gia. Bài tin mừng kể Đức Maria và Thánh Giuse dâng Chúa Giêsu trong đền thánh. Đây là truyền thống quen thuộc của Do Thái giáo thời xuất hành. Và việc dâng con ngày nay vẫn là một ý nghĩa cần thiết cho mỗi gia đình chúng ta hôm nay. Bởi vì cha mẹ không phải là nguồn mạch và là tác giả của sự sống nơi đứa con. Chính Thiên Chúa mới là nguồn mạch và là tác giả tuyệt đối, còn cha mẹ chỉ là cộng tác viên mà thôi. Cho nên kính thưa quý ông bà và anh chị em, giáo lý hôn nhân dạy mục đích của hôn nhân là gì? Đó là yêu thương và giúp đỡ, đồng thời cộng tác với Thiên Chúa trong việc sinh sản và giáo dục con cái. Vì vậy, sự sống là quà tặng của Thiên Chúa, thuộc chủ quyền của Thiên Chúa. Con người không bao giờ được phép định đoạt cho đứa con này được sống, được sinh ra, còn đứa con kia thì phải chết. Thánh Giuse và Đức Mẹ đã ý thức rất rõ mầm sống trong lòng của mẹ Maria chính là Thiên Chúa. Vì thế mà Thánh Giuse và Đức Maria đã hết lòng, hết sức, hết trí khôn để bên vực và bảo vệ sự sống này. Cụ thể là khi vua Herode ra lệnh tiêu diệt tất cả hài nhi trong vùng này, thì Thánh Giuse đã dựa vào giải pháp của Thiên Chúa là đem hài nhi và Đức Mẹ trốn sang Ai Cập. Một cuộc tảo thoát như thế quả thật là hiểm nguy và gian nan. Nhưng bằng mọi giá, Thánh Giuse đã đem Đức Mẹ và hài nhi ra khỏi đó ngay nửa đêm để tránh bàn tay độc ác của Herode và bảo vệ sự an toàn cho hài nhi và cho gia đình. Rồi khi được lệnh trở về, Thánh Giuse đã khôn ngoan để chọn vùng Nazareth là một làng quê bình yên để cư ngụ và giúp cho sự an toàn của hài nhi và cả gia đình mỗi ngày một triển nở. Vâng, kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thánh Giuse là cha nuôi, nhưng hơn tất cả mọi người cha ruột trên trần gian này, Ngài đã âm thầm hy sinh, đã hiến trọn mạng sống mình để phụng dưỡng con Thiên Chúa, bảo vệ an toàn cho gia đình, thoát khỏi mọi hiểm nguy và làm cho mọi thành viên trong gia đình được bình an và thánh thiện. Còn mẹ Maria, người mẹ thánh thiên trinh trong tuyệt vời, luôn sống với tinh thần là tôi tớ của Thiên Chúa, sống dịu hiền, thương mến, thăm viếng, phục vụ bà con lối xóm và tích cực cộng tác với con Thiên Chúa trong công trình cứu độ muôn dân và xây dựng hội thánh vững bền. Quả thật, kính thưa quý ông bà và anh chị em, không một ai đứng kề thánh giá của con cha bằng Đức Maria. Không một ai sống giữa các môn đệ trong lúc cô đơn xao xuyến để cầu nguyện thánh linh xuống, soi sáng và củng cố tinh thần các môn đệ cha bằng Đức Mẹ Maria. Còn Chúa Giêsu Kitô, người con chí hiếu,
con Thảo độc nhất của gia đình. Người con chí ái độc nhất của Thiên Chúa đã sinh ra trong hang lừa hèn hạ, đã lớn lên trong cảnh lao động nghèo khó. Nhưng cháu bé này là nguồn mạch bình an muôn thuở cho muôn người. Như cụ già Simeon, bà quá nghèo nêu đơn Anna, và cũng là nguồn sáng soi cứu độ cho muôn dân và vinh quang cho Israel dân Ngài. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nói gương gia đình thánh gia, trong đời sống gia đình chúng ta cũng vậy. Hỡi những bậc làm cha mẹ, hãy biết xây dựng gia đình mình thành một tổ ấm, một cái nôi trang hòa tình thương êm ái, nhân hậu, khoan dung, hiền hòa, nhẫn nại, chịu đựng và tha thứ cho nhau. Nhất là cởi mở chân thành để liên kết với nhau trong mối dây bác ái yêu thương tuyệt hảo, để xây dựng gia đình ấm êm và hạnh phúc vững bền. Hơn nữa, những người cha, những người mẹ phải biết tạo dựng gia đình mình một đền thờ, trong đó dâng lên Thiên Chúa những bài thánh vịnh, những khúc hát thánh ca do Chúa Thánh Thần linh ứng. Và hãy không ngừng dùng lời Chúa dạy dỗ răng bảo nhau cho thật khôn ngoan, để lời Chúa Giêsu Kitô sinh hoa kết quả dồi dào nơi mỗi thành viên trong gia đình, để khi làm, khi nói, hãy làm và nói nhân danh Đức Giêsu Kitô và nhờ người mà cảm tạ Chúa Cha. Đó chính là những ý Chúa muốn mà trong bài đọc 2 mà quý ông bà và anh chị em chúng ta vừa mới nghe. Làm như thế, gia đình của chúng ta sẽ trở nên một gia đình thánh tại gia này. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong đời sống gia đình hôm nay, chúng ta gặp không ít những khó khăn, những khủng hoảng trong đời sống hôn nhân và gia đình. Do công ăn việc làm khó khăn, do con cái hư hỏng, do cha mẹ bất hòa. Nhưng phương thế vượt qua không phải là giận hờn, là bạo lực, là nghi kỵ, nhưng là tình yêu dành cho nhau. Chỉ có tình yêu mới cứu độ được gia đình. Một tình yêu dựa trên lòng đạo đức, dựa trên sự vâng giữ điều răn Chúa dạy nơi mỗi thành viên trong gia đình của chúng ta, như gia đình thánh gia là Thánh Giuse, Đức Maria và Chúa Giêsu hôm nay. Vậy ước gì qua lời Chúa và thánh lễ tôn vinh gia đình thánh gia hôm nay, xin Chúa dạy mỗi gia đình trong giáo xứ chúng ta biết sống giữa cảnh phàm trần với tinh thần người con thảo hiếu, người cha, người mẹ có trách nhiệm yêu thương, phục vụ và hy sinh, ngõ hầu xây dựng mái ấm gia đình là mái ấm tình thương thật sự, để giữ gia đình luôn hạnh phúc vững bền và mọi thành viên trong gia đình mỗi ngày một nên thánh và thiện như lòng Chúa ước mong. Amen. Ai làm cha làm mẹ từng ngày từng đêm ước mơ gia đình luôn thuận hòa an bình đẹp như tứ thơ, mong mong sao đàn con luôn vâng lời mẹ tin nơi tình cha dấu bao vui buồn một lòng yêu Chúa như gia đình thánh gia. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, trong nguồn chảy ra như trong nguồn chảy ra. Yêu thương đậm đà để nêu gương sáng, để nên chứng nhân như gia đình thánh gia. Ai làm con hay hiểu một đời mẹ cha ước xin cho đàn con của mình đêm ngày lòng luôn mến tin. Nhưng
không thở than, sống trong an bình, một lòng tôn kính nơi cha mẹ phục vinh. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, trong nguồn chảy ra như trong nguồn chảy ra. Yêu thương đậm đà để nêu gương sáng, để nên chứng nhân như gia đình thánh gia. Tràn muôn thánh ân cha, dù xe ngày xưa bao năm miệt mài, hy sinh nhọc lao để nuôi gia đình, thực hành ý Chúa không một lời thở than. Xin những ai làm mẹ tìm về noi gương thánh gia, dịu huyền mẹ là niềm vui thiết tha. Xin cho mẹ yêu hy sinh thật nhiều, tuy bao khổ đau vẫn không u sầu, là niềm an ủi cho gia đình dấu yêu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, trong nguồn chảy ra như trong nguồn chảy ra, như trong nguồn chảy ra. Xin cho mọi nhà, xin cho mọi nhà yêu thương đậm đà để nêu gương sáng, để nên chứng nhân như gia đình thánh gia.